nắng chiều rực rỡ, và bên trái mình là một chiếc xe màu vàng cực kỳ đẹp luôn. Và chiếc xe này đang là một dòng xe hot nhất trên thị trường hiện nay, có thể nói là vậy. Đây là chiếc xe Jack N200S đời 2022 của nhà máy Jack. Và điểm đặc biệt mình muốn nói ngày hôm nay đó là màu sơn này, màu sơn zin nhá, từ nhà máy. Không phải là bên mình sơn lại mà màu sơn trở thành nhà máy. Rất là chúc mừng khách hàng đầu tiên 2022 của xe Jack của bàng này nhá anh chị. Ở đây mình sẽ giới thiệu cho anh chị hai màu cơ bản, ba màu anh chị. Một màu trắng này, một màu bạc, nhưng mà đây là chuyển sang màu vàng, và một màu xanh. Thì xe Jack sẽ có ba màu cơ bản nhá, trắng, bạc và xanh. Nhưng mà hôm nay có cái xe màu vàng này mình sẽ nói cho anh chị, để anh chị xem, anh chị có thể vô xem để cái màu vàng này. Vừa mới chạy về thôi nên là còn chưa bán miếng bụi nào. Đây anh chị có thể vô xem. Đây, chiếc xe Jack N200S anh chị, đời mới 2022 vẫn logo màu vàng anh chị. Màu vàng, mà vàng này là kiểu vàng đậm hơn vàng chanh một chút. Nhưng mà mình nhìn cảm thấy nó rất dày xe và rất là chắc nhá. Đó, nhìn xe khỏe khoắn. Ở dưới này thì vẫn giữ, vẫn không sơn, đây mạ chrome không sơn nhá. Cản đây sơn đồng màu luôn anh chị. Thường những hãng khác thì sẽ là màu đen, nhưng đây sẽ sơn đồng màu luôn với xe. Đây là nhìn xe rất là đẹp. Đèn pha vẫn là đèn pha hình chữ nhật, đời 2022 vẫn là đèn pha hình chữ nhật này. Tích hợp đèn xi nhan. Rồi đèn pha đây, đèn sương mù ở phía dưới nhá anh chị. Đó. Cái điểm mới của xe đời 2022 này đó là dàn gương. Gương của nó sẽ bao gồm 6 gương. Nó thậm chí là bằng những xe 5 tấn, 7 tấn. Gương là gương lớn chị, một gương lồi phía trước này, một gương bên hông này, và một gương bên cánh cửa. Đó, nên đảm bảo cho anh chị quan sát là dễ dàng hơn rất là nhiều. Đây anh chị có thể thấy xe này mới về nên là cực kỳ chưa một miếng bụi luôn. Vừa chạy về tới đây quay cho anh chị xem luôn nhá. Dòng xe Jack này, tem vẫn giữ tem 2021 N200S. Đó, mình cảm thấy màu vàng là nó hợp với tem ghê anh chị. Xe cực kỳ đẹp luôn. Đây, vì trong nội thất của xe thì chất lượng nhựa nó vẫn giữ chất lượng nhựa cũ, tại vì quá tốt rồi. Nếu dòng xe mà lắp ráp Việt Nam thì chất lượng nhựa này không phải bàn. Hộc để nước, để đồ này, loa có mạ chrome viền, nhìn nổi bật hơn rất nhiều. Đó, tay lấy cửa thì mạ chrome luôn, cửa lên xuống tự động. Rồi mình sẽ lên xe luôn. Trong xe thì chắc chắn là do sơn nhà máy nên là tất cả các góc mà anh chị, tất cả các góc sẽ được sơn hết. Tại vì sơn từ lúc sản xuất anh chị, tức là nhúng sơn, sau đó chúng ta sẽ sơn luôn từ lúc khâu sản xuất, không phải sơn lại, nên là xe nó sẽ tất cả màu hết, nó không phải sơn lại, anh chị thấy không? Đấy, anh chị thấy đó, màu vàng cực kỳ đẹp anh chị. Ngày xưa hồi bé mình cũng thích màu vàng lắm. Đấy, anh chị xem này, gương này, ông xe mới từ nhà máy về khác, quá là đẹp luôn. Đây cái đèn, cái đèn sau. Rồi đây có cái mấy cái để cắm dàn radio, không phải chê đâu được. Đây là thiết kế xe mới đời 2022 anh chị nhá. Đây, màn hình táp lô này anh chị, vẫn giữ được cái dàn táp lô. Cái dàn táp lô này mới 2022 sẽ là dàn của 5 tấn anh chị nhá. Đấy, lấy cái này là điều chỉnh âm lượng này. Cái này có thêm ga tự động anh chị, chạy trên 48 km anh chị bấm một cái. Rất hiếm dòng xe 2 tấn hiện nay có chức năng này. Một số dòng xe có nhưng không sử dụng được, còn xe này là sẽ sử dụng đồng bộ hết anh chị. Rồi, bấm chìa khóa tự động anh chị, khóa cửa từ xa này anh chị xem nhá. Bấm này, mở đóng cửa này, anh chị thấy không? Đấy, mở cửa. Đấy, điều chỉnh từ xa rất là nhạy, 50m anh chị. Rồi, ở đây có hộc để đồ. Rồi, nhớ nhá, ở đây có hai cái phiếu bảo hành của cái bình ắc quy ấy, thì anh chị phải giữ lại nhá, bảo hành 6 tháng nhá. Anh chị phải giữ lại để bảo hành, thì bảo hành theo bên chỗ bình ắc quy luôn. Đây, đây là camera lùi này. Ở đây thì chúng ta sẽ có là cái camera hành trình anh chị. Đấy, camera hành trình phía sau. Cái này là nhà máy tặng. Những xe mà đặt hàng từ năm 2021 á, 2022 nhận hàng sẽ tặng camera hành trình luôn. Đấy, cực kỳ là đẹp anh chị. Bộ này là 3 triệu đồng anh chị. Đó, này để học để đồ. Nói chung là tầm xe mà trên 400 triệu thì hiện nay không có xe nào, hoặc xe liên doanh mà có thể mà chất lượng nhựa và
cabin được như con này đâu anh chị. Đấy là nói thật luôn. Và xe này, cái dòng xe khác thì bây giờ nó khoảng, nó đang tăng giá hết khoảng 20 triệu. Nhưng mà riêng xe này nhá anh chị, là đã đang được giảm giá tới là 18 triệu, 15 triệu trực tiếp vào xe và 3 triệu là tặng cái camera hành trình. Đấy, và cái điểm mới của nó so với các dòng xe khác hiện nay trên thị trường ấy, cái điểm mới của xe so với cái các dòng xe khác trên thị trường đó là cái dàn động cơ anh chị, được trang bị động cơ Cummins, được sản xuất tại nhà máy An Khang tại bên phía Trung Quốc. Thực động cơ này là được liên doanh 50-50% giữa tập đoàn Cummins và nhà máy Trung Quốc, tức là đây là một động cơ chính hãng anh chị nhé, không phải là dòng động cơ mà không chính hãng, mà đây là dòng động cơ Cummins chính hãng. Chị có thấy logo nhà máy An Khang ở Trung Quốc này, anh chị có thể lên mạng sợt nhá, liên doanh tới nhà máy Jack và nhà máy Cummins này, nhìn động cơ rất là to nhá. Điều đặc biệt của nó so với cái dòng xe liên doanh khác trên thị trường Việt Nam hiện nay á, đó là cái động cơ này, động cơ lớn hơn rất là nhiều, với công suất của nó là tới 120 mã lực đó, dung tích xi lanh cũng chỉ là 2.7 nhưng mà công suất lớn hơn. Đấy, anh chị nhìn này, nó rất là hầm hố và nó sắc nét luôn anh chị, các linh kiện nó cực kỳ sắc nét luôn. Đấy. Động cơ này đang nổi trội nhất trong phân khúc 2.4 hiện nay, nó chỉ thua Hyundai thôi anh chị, công suất của nó thua Hyundai khoảng tầm 8 mã lực thôi, còn lại thì các dòng xe khác thì không có xe nào mà công suất mạnh như vậy, dung tích cũng 2.7 đó, nên chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng này. Cái điểm nổi bật của nó khi mà năm nay 2022 nữa, đó là chúng ta sẽ có dàn chassis và dàn ở đây sẽ có là vẫn chúng ta vẫn được không cần sử dụng dung dịch xử lý khí thải ure nữa, mà chúng ta vẫn có cái bình xử lý ở đây anh chị đó, thì tiết kiệm chúng ta một phần tiền đó. Và xe này thì chúng ta sẽ có bình dầu bằng nhựa anh chị, nhựa công nghiệp anh chị đó, công nghiệp đảm bảo là chúng ta không bị reset này. Các đường ống của nó thì tất cả đều có logo Jack hết, nên đảm bảo anh chị đây là dòng xe mà hiếm hoi trên thị trường Việt Nam liên doanh, mà chúng ta có tất cả linh kiện đều từ nhà máy Jack. Đến độ những cái thép nhỏ như vậy anh chị này, những cái thanh thép nhỏ này mà cũng là nhập khẩu theo xe về anh chị nhé, chứ không phải là Việt Nam mình chế, đúng không? Thì cái này đảm bảo cho anh chị hơn rất là nhiều. Rồi. Cầu sau là cầu lớn. Rồi, và dàn nhíp của nó là nhíp 2 tầng. Đó. Nhíp 2 tầng anh chị nhá. Này, 2 4 6 8 10, 10 lái nhíp anh chị. 2 tầng luôn. Cầu là cầu lớn. Giảm chấn thủy lực. Đó. Và xe sẽ được trang bị lốp là lốp 7.0016. Nó được hơn một số dòng xe Hyundai, đó là Hyundai lốp sau nhỏ, lốp trước thì lốp lớn, lốp sau nhỏ thì cái khả năng chở quá tải không bằng. Còn những xe này chở khoảng 7-8 tấn là ok anh chị. Thì đây là những cái điểm nổi trội của xe. Đấy, đằng sau, những cái cản sau này cũng nhập về theo xe luôn, rất là to nhé chị. Đó. Cản sau nhập xe luôn. Đây là hai con xe, một con màu trắng, một con màu vàng. Và kích thước thùng của nó thì sẽ là chiều dài là 4m38, rộng là... chiều rộng là 1m82 và cao 1m88 anh chị. Thì đây là một trong những thùng hàng dài và cao nhất trên thị trường. Nếu mà chiều rộng thì bên dòng xe đô thành sẽ rộng hơn hoặc là Terraco rộng hơn. Nhưng mà cái giá hai dòng xe đô thành và Terraco thì cao hơn. Đó. Đây anh chị có thể thấy. Xe là cực kỳ sắc nét luôn. Hai màu anh chị nhá, đây màu trắng đấy anh chị. Màu trắng mới về luôn nên là không một miếng bụi luôn. Nhà máy về thì họ lau rất là kỹ và thực sự là quá là đẹp đây. Đơn đặt hàng là hộp kín tiêu chuẩn anh chị nhé. Xe thì khách hàng đặt hàng rất là lâu rồi, đặt hàng từ tháng 10 cơ. Bây giờ thì khách hàng chờ 2022 nên là bây giờ mới có xe cho anh chị. Thì cái ưu điểm của xe này ấy, nó sẽ bắt đầu bây giờ sẽ có ưu điểm so với cái dòng xe khác trên thị trường hiện nay ấy. Thứ nhất là hệ thống gương là 6 gương lớn và nhìn nó rất là chắc chứ nó không bị dài. Thứ hai là mặt đồng hồ táp lô là hiện đại. Thứ ba là đặc biệt là động cơ Cummins chính hãng và công suất mạnh hơn tất cả dòng xe khoảng 2 tấn hiện nay trên thị trường chiều Hyundai ra. Thứ tư là chúng ta sẽ có hai bình ắc quy này. Thứ năm là tất cả linh kiện của xe đều đồng bộ. Vậy nên nhà máy người ta đã yên tâm mà người ta đã bảo hành là 5 năm đối với xe này. Trong giờ các dòng xe liên doanh Việt Nam thì không có dòng xe bảo hành 5 năm. Ở Việt Nam mình chỉ có xe VinFast thôi là bảo hành 10 năm anh chị. Đó thì đây bảo hành 5 năm. Và cuối cùng cái điểm mình muốn nhấn mạnh chờ đến cuối video nói với anh chị, đó là giá của chiếc xe này có thể cam đoan với anh chị, nếu mà chất lượng này đang là giá thấp nhất trên thị trường với giá của nó là chỉ 430 triệu tại thời điểm mình quay video này, 430 triệu xe và thùng, giấy tờ thì tùy tỉnh, còn các dòng xe khác trên thị trường thì khoảng tầm 450 đến 460 triệu chúng ta mới có dòng xe
mà tải 1,9 tấn hoặc là 3,45 tấn, thì đây là đang là dòng xe mà tải 2 tấn, chất lượng cao và giá đang được ưu đãi nhất. Lý do tại sao lại thấp hơn các dòng xe khác khoảng 20-40 triệu, lý do là vì xe nhà máy Jack mới ra mắt nên muốn lấy thị trường, nên chúng ta đang có giá rất là ưu đãi, chỉ khoảng 430 triệu là chúng ta đã có xe và thùng và giấy tờ tùy tỉnh anh chị nhá. Thì anh chị hãy nhanh tay đặt hàng luôn, tại vì số lượng lắp ráp không kịp để cho khách hàng có thể lấy, nên anh chị hãy đặt hàng luôn để mình sẽ đặt chiếc xe tại nhà máy luôn. Đặc biệt khi anh chị muốn màu sơn như thế nào thì hãy đặt hàng cho mình để mình sẽ sơn màu trực tiếp tại nhà máy, thì cái sơn sẽ không phải sơn lại, thì nó sẽ màu nó bền hơn và đẹp hơn rất nhiều, nên chị hoàn toàn yên tâm nhá. Và nhớ liên hệ với số điện thoại là 0979 393 898 để trên màn hình, hoặc comment hoặc để lại bình luận bên dưới thì mình sẽ gọi điện ngay cho anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị.